khen dữ quá. Very good. Dài xấu quá chứ gì. Mặt mày thì nhăn nheo mà khen hoài. Người nào lấy cũng khen hết. Thích đẹp lắm. Giờ mà khen xấu là hờn luôn á, đóng cửa nhốt cái nhà luôn. Cha già con gì? Con muộn. Chơi giờ. Cha làm tới tối mà con chơi tới ngày. Con nít nó phải chơi chứ sao. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì ở trong những video clip trước á, gặp phong bụi quay rất là nhiều về hoàn cảnh của một bà cụ sống neo đơn ở đây. Thì hôm nay thấy bà cụ đọc thơ rất là hay, Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý anh chị xem nha. Dạ ngoại, con chào ngoại. Mưa gió quá, dừng lại hả ngoại? Con mở đường nào. Ôi. Ngoại ăn cơm chưa? Ngoại ăn cơm chưa? Chưa hả? Ồ, mưa có dột không ngoại? Mưa có dột không? Trời mưa mà đi đâu vậy đã? Con đi lại đây có việc rồi con thăm ngoại luôn. Trời ơi. Dạ. Quá cực khổ vậy. Biết sao không? Con ngưỡng mộ ngoại là ngoại đọc thơ hay quá. Ôi, đọc bài mắc cỡ lắm. Mắc cỡ gì? Đi chợ với người ta nói đem bài vô tivi. Mà mấy bạn kia đem ngoại lên tivi con thấy đẹp mà. Ai cũng khen ngoại đẹp hết á. Trời ơi. Cái cô đó, cô ở ngoài Vũng Tàu không? Dạ. Mà vô tới đây thăm ngoại. Bà lên tivi thấy có được lắm. Con ở ngoài Vũng Tàu mà vô tới đây tìm bà, trời ơi thấy tội nghiệp không, cho bà 500 dặn căn dặn mua ăn mua uống nghe đừng có cất nghe không, chở bà tiện đó. Hôm nay ngoại có trang điểm nè. Ngoại có trang điểm nè phải không? Không, cũng mua ăn uống mà ăn uống ít lắm. Ăn không có được, già cả rồi. Thấy tội nghiệp hết chứ không? Ở mà Vũng Tàu xa chứ. Xa. Vô tới đây. Mà nói thấy bà lên tivi. Rồi có đọc thơ cho cái chị đó nghe không? Nhờ mưa thấy mẹ mình đi đâu mà đi vậy thiệt. Thôi. Thôi để đây đi ngoài không sao hết. Rồi có đọc thơ, ngoài có đọc thơ cho nghe không? Ông này là ông khác rồi. Còn ông kia nữa. Ông kia. Con là khác rồi. Người đấy nè. Ờ, bạn kia khác, con khác, con đẹp trai. Nhiều người quá đâu, người nào đâu. Nói thật á, con để lại đây thăm ngoại nè. Thấy sức khỏe ngoại gì là tốt, là con vui rồi. Rồi hôm nay thì con đi với bạn Phong Bụi. Đội không mà không có quay. Dạ, con đội thời trang. Viết rồi đem bà lên đây quy tùm lum hết, kỳ quá kỳ. Bà sợ xấu, bà sợ xấu lắm. Con in cái tấm hình tặng bà nhớ chưa? Con tặng cho bà tấm hình mà bà lấy cái mặt bà che nè, nhớ chưa? Che mặt vậy nè ngoại. Đó. Không biết tiền thánh gì đâu mà bu lại dữ vậy. Bà đẹp. Ngoại hôm nay có trang điểm đúng không? Phong có để ý ngoại có trang điểm không? Đúng rồi, có trang điểm. Nè, chân mày nè. Ở chân mày nè. Kệ người ta, đừng có nói. Cho hùng ra cái ngoại nha. Cho không gái được không? Năn nỉ đó nha. Hả? Nờ ơi. Ai cũng hung hết trơn á. Thương mình hung à. Rồi cho Phong hung miếng nữa đi. Hung quá. Bên đây. Nửa trời. Nửa trời. Mất cỡ quá. Cỡ. Bà biết chị này không? Chị này ai biết ở đâu? Ở nhà đằng kia. Lạ mà. Ngoại vui tính ghê á, chị này ai biết đâu, nhà đằng kia. Không biết mà đợi thấy nhà đằng kia. Dạ. Cũng như thằng chết mà nói, nó đi ăn trộm. Nói quýnh chết không khai, mà còn thằng ở dưới sàn không chị. Trời đất. Chết nó nói vậy đó. Chết hồi đó vô này nghèo lắm, đi ăn trộm. Ăn trộm mà nói, tao bắt được rồi đó, quýnh chết nị không khai. Mà còn thằng dưới sàn thì không chỉ trời đất. Ngoài cả chuyện nghe hay, cả chuyện vui nghe hay lắm không?
Trời mưa gió mà lỡ đang ngồi rồi đó chùm nhùm hết. Nhưng mà thấy mọi người tới đông chơi vui không? Hả? Bà nặng tay nói giùm em. Khi mà tập gặp tụi con nè, với lại chị quen lên đến trời mưa gì nè, đến thăm mà vui không? Vui không? Bà vui không? Vui không bà? Vui gì? Vui gì mà vui, ngồi túm húm vậy. Ngồi ướt nhẹp vậy. Vui à. Có câu chuyện vui ghê hả? Còn nhỏ đó ở đây và cũng lợi đó nữa. Làm như cái chợ. Làm như vậy á, mà đi chợ, đi lội bộ xuống chợ phía dưới mấy cây số á. Nước da của ngoài hồng hào ghê luôn á. Nước da của ngoài hồng hào đẹp ghê luôn á. Nói gì? Nặng tay lắm. Anh à, nói tay bên này rõ hơn nè. Nước da của ngoài á hồng hào đẹp ghê luôn. Khen dữ quá. Very good. Già xấu quá chứ gì. Mặt mày thì nhăn nheo mà khen hoài. Người nào lấy cũng khen hết. Thích đẹp lắm. Giờ mà khen xấu là hờn luôn á, đóng cửa nhốt cái nhà luôn. Ngoài thì rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn, ngoài cười còn đẹp hơn nữa kìa. Hồi đó chồng cứ đi về ngoài Nha Trang dắt hay về ngoài, trời ơi ta nói họ vô trong một nhà ở trước này một đống, quá đông rồi, đông cũng 20-30 người á, gái rồi em biểu cự đi mà hồi đó găng gõ còn bị trang vàng rồi nữa, rồi tôi nói cự cái gì chứ không phát cự cái, rồi mình cũng phát cự lên cái đó này đó, thấy không, rõ ràng đẹp quá. Người ta coi dữ lắm. Ngày đám cưới của ngoại là người ta coi gần. Tại vì nghe nói ngoại đẹp, có răng vàng. Hồi đó họ con gái. Mà ở Nha Trang thì dân miền Trung, cho nên là thấy một người phụ nữ ở miền Tây. Có chồng nhiều ấy à. Chồng về Nha Trang. Có làm bài thơ nào mới, dạ? Mới bữa hổm có chừa ông đó lại đây cũng nói con á, ở ngoài Nha Trang mà có vợ trong này. Rồi cái bà mới nói á, tôi cũng có chồng ở trong này rồi, mà chồng ở ngoài Nha Trang. Cái rồi tôi nói xây qua, tôi mới nói cái chuyện nói Nha Trang chợ đầm, cái chợ tròn, nói cái biết rồi, biết bà này có ở ngoài. Đâu có nói láo đâu. Nói cha. Cha già gì ngoài? Ngoài nói cha, ngoài nói cha già sao? Hả? Cha già con gì? Con muộn. Chơi giờ. Cha làm tới tối mà con chơi tới ngày. Nít này phải chơi chứ sao? Nói cái câu đó. Cái ông đó, ông tắm mấy ông đó, trời ơi hay quá, hay vậy. Hay lắm. Con muốn mà nói không được, nói vậy. Bà mà ngồi mà kể chuyện tới ngày mai cũng không bao giờ hết. Còn chuyện nào kể nghe vui vui. Nói gì? Hồi xưa đi Nha Trang sao? Làm dâu cực không? Hả? Hồi xưa đi làm dâu ở Nha Trang cực không bà? Hả? Hồi xưa ngoại làm dâu ở Nha Trang cực không? Không. Ở ngoại đâu có làm dâu làm gì đâu. Mẹ chồng thương lắm. Rồi dịu mới ít bữa cái đau. Có dâu đẹp quá mà. Có dâu đẹp mắc quá mà. Cái đau. Đau cái bà đi chợ, bà mua cá. Ở dịu ở nấu cháo cho ăn. Tới chừng hết đau rồi trả tiền cá cho bà. Không lấy. Không lấy. Thương lắm. Thương. Mình nói tới nói lui. Tại bà ở cũng có nhân đạo cho nên ai nấy cũng thương hết. Dạ. Còn mày đỡ độc ác đâu có ai thương. Hồi đó găng cỏ còn bên trên vàng rồi nữa. Được lắm. Đẹp lắm. Đi dựa ngoài Nha Trang mà người ta nói, người ta khen ở trước đó. Rồi đứng ở trước này là gì nhớ quá, người ta khen rồi nói đẹp quá. Ngày xưa là ngoại có ghệ nhiều không? Có người yêu nhiều không? Có mà không có đụng chạm tới. Nó thấy đi à, đi chợ đó, đi đường nó đón. Nó đón, nó xe ra, dạ. Đón tính đàn ôm. Đưa hai tay đàn ôm. Cái bà thấy bà nói đừng có làm vậy. Kỳ lắm. Có muốn cái gì thì lại nói cha mẹ đồng ý mới được, chứ đừng có làm gì, không được. Cái nghe nói thấm ý thục vô. Không có biết. Cũng như là mình muốn con đó mà giờ con đó nó nói vậy nghe được quá. Thấm tình đồng chí. Thấm ý rồi. Không có đừng có dê coi không có được.
biết người ta chịu không mà đi ôm. Thiếu gì nhiều lắm mà không được. Rồi sao mấy người ở đây mà ngoại không chịu, ngoại lại chịu tới ngoài miền Trung à, chịu có chồng tới ngoài Nha Trang vậy? Thì cái ông đó lâu rồi. Ông đẹp trai không ngoại? Ông ngoại đẹp trai không? Hả? Ông ngoại đẹp trai không? Hả? Chồng của ngoại á đẹp trai không? Có được lắm. Vậy bà mới chịu. Dạ. Ôi ngoại cũng thích người đẹp ha. Chứ xấu đâu có chịu đâu. Rồi vô ở trong núi á, ở trong cái bà đó đi chơi lối xóm vậy đó, bà ở xóm. Bà nói với ông chồng bà nói ông ơi, tôi kiếm chồng ngộ, cái chồng xấu tôi không chịu. Nói vậy cái ông chồng ông nói trở lại, ông nói mày xấu mà làm sao kiếm đẹp được, ta đâu có chịu đâu. Ông trả lời vậy. Ngày xưa giờ có ai làm thơ cua ngoại không? Có viết thư đồ không? Đâu có. Bà hồi đó bị cha mẹ cưng quá, không có cho đi học. Đi học sợ nít nó ăn hiếp, nó quánh. Cưng lắm. Dạ. Yeah. Con cưng là con hư. Mưa động vũ nước không ạ? Đi đâu đắng đi dắt đi đắng rồi. Dạ. Thôi thì hôm nay thì con đến đây thăm ngoại chơi vui. Thôi chắc con thăm ngoại, chắc tụi con về. Về. Yeah. Bye bye. Bye bye ngoại. Con về nha ngoại. Hả? Con về nha. Về. Con chào ngoại. Bye bye.